Xin chào tất cả mọi người. Thì mình thì là một người mà cũng rất là mê guitar, rất là nhất là những guitar cổ điển, và cũng cái thời sinh viên ấy thì cũng ôm đàn guitar ngồi bể nước để hát cho các bạn sinh viên nữ ở trên trên tầng ký túc xá nghe. Thì mình rất là muốn ghi lại những cái hình ảnh của những nghệ sĩ trẻ như thế này, và thật là mình xem các bạn chơi thì rất là bất ngờ, có những kỹ thuật mà mình không hiểu làm thế nào mà các bạn có thể làm được trên chỉ có 5 đầu ngón tay thôi, vừa bấm hợp âm rồi lại vừa gẩy được nữa. Thì mình đoán là các bạn đã rất là phải khổ luyện, và với mình những hiểu biết của mình thì cái này thì hình như là nó cũng chưa được phổ biến ở Việt Nam, và cũng hình như cũng chưa được đào tạo, chưa có thầy. Chắc là các bạn cũng sẽ rất là kỳ công, bởi vì xem trên internet thì bây giờ cái thế giới thì ở những cái nghệ sĩ guitar khi mà họ đã đạt được những cái ngưỡng hoặc là họ đã học trong những cái môi trường được đào tạo bài bản rồi, thì họ rất là muốn phá cách, họ muốn có những thể nghiệm mới, và mình cho rằng là nó rất là hay để cho những khán giả như mình được thấy được những cái sáng tạo này ở tại Việt Nam, và thực sự rất là thích thú, rất là cảm ơn các nghệ sĩ trẻ. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.